Kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi tin tức 16 giờ của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp với các lực lượng chức năng vừa bắt giữ 3 đối tượng mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, thu giữ hơn 30 kg ma túy tổng hợp cùng nhiều vũ khí. Cụ thể, vào khoảng 10 giờ sáng ngày 4 tháng 8, tại nhà ga Đông Hà, Bộ đội Tư lệnh Đội Biên phòng tỉnh phối hợp với lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã triệt phá đường dây mua bán vận chuyển trái phép ma túy từ Lào vào Việt Nam qua địa bàn tỉnh Quảng Trị để đi thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ. Lực lượng chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng, thu giữ 30 kg ma túy tổng hợp, một khẩu súng K-59, 24 viên đạn và 2 dao nhọn. Hiện Bộ Tư lệnh Đội Biên phòng đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp với lực lượng chức năng điều tra mở rộng truy bắt đối tượng có liên quan trong đường dây mua bán ma túy và hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật. Trong khi đó, lực lượng công an tỉnh Ninh Bình cũng đã liên tiếp bắt giữ 2 lô hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, gồm rượu, túi sách, thùng sơn có giá trị hàng tỷ đồng. Tại km 274 quốc lộ 1A thuộc địa bàn phường Yên Bình, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình, đơn vị đã kiểm tra xe ô tô tải container mang biển kiểm soát 35C10017 kéo theo rơ móc mang biển kiểm soát 51R32498 do lái xe Nguyễn Ti Bo, 34 tuổi, trú ở phường Văn Hải, thành phố Phan Rang, Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận điều khiển. Tài xế Bo khai nhận đã vận chuyển thuê số rượu trên từ thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị ra thành phố Hà Nội để bán kiếm lời. Ở thời điểm kiểm tra, công an đã phát hiện trên xe vận chuyển hơn 1.220 chai rượu nhãn mác nước ngoài không rõ nguồn gốc xuất xứ, trị giá khoảng 1,2 tỷ đồng. Cùng ngày, tại km 253 quốc lộ 1A thuộc địa bàn xã Gia Xuân, huyện Gia Viễn, công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục bắt giữ xe ô tô vận chuyển 1.700 túi sách, 10 thùng sơn đều không có hóa đơn chứng từ nguồn gốc xuất xứ. Hiện các vụ việc đang được lực lượng chức năng tỉnh Ninh Bình tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật. Tại Đồng Nai, nơi được xem là thủ phủ chăn nuôi lợn của cả nước, sau một thời gian dài ảnh hưởng của dịch bệnh và giá cả xuống thấp, gần đây giá lợn hơi liên tục tăng nên người dân chăn nuôi rất phấn khởi. Theo tính toán của nhiều hộ dân, với mức giá hiện nay, sau khi trừ các chi phí, sẽ mang lại lợi nhuận cao nhất kể từ 3 năm qua. Ông Lâm Hồng Thái, xã Thừa Đức, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai, vừa xuất chuồng 5 con lợn với tổng trọng lượng 6 tấn, giá bán hơn 60.000 đồng 1 kg. Hiện trong chuồng hộ dân này còn gần 100 con lợn khác. Với giá bán như hiện nay, sau khi trừ đi chi phí, ông Hồng lãi khoảng 1,3 triệu đồng một con. So với năm ngoái thì năm nay là phấn khởi dữ rồi. Giá này thì nông dân chăn nuôi là duy trì được đó. Nhưng mà phải thận trọng. Tôi nói chung là tôi làm ít mà chắc. Theo nhiều hộ chăn nuôi lợn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, thời gian qua việc giá thức ăn và nhiều chi phí đầu vào phục vụ nuôi lợn liên tục tăng cao, nên việc tái đàn trở lại sau thời gian dài ảnh hưởng của dịch bệnh gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với giá lợn hơi đang tăng mạnh, người chăn nuôi nhỏ lẻ quyết tâm phục hồi đàn sau 3 năm bị ảnh hưởng nặng nề do dịch tả lợn châu Phi và dịch Covid-19. Thì giờ heo hơi cao thì nhân dân là coi bắt đầu là coi tập trung để là coi tái đàn. Đấy, như bản thân chúng tôi á thì cũng tính bây giờ người ta mua bắp mua là coi lúa về người ta là coi tự trộn tự làm rồi giảm cái giá thành. Thì về phía thực hiện thì cũng không có khuyến khích phát triển cái chăn nuôi nhỏ lẻ. Mà tập trung cho cái phát triển chăn nuôi ở trang trại với quy mô đàn nó lớn. Đồng thời họ đã có nhiều cái kinh nghiệm cũng như kỹ thuật chăn nuôi và cái điều kiện cơ sở vật chất đảm bảo để mà thực hiện cái chăn nuôi an toàn sinh học. Cùng với đó là họ đã có sẵn cái chuỗi liên kết cung cấp vật tư, thức ăn, rồi là tiêu thụ sản phẩm qua các cái công ty. Toàn tỉnh Đồng Nai hiện có tổng đàn lợn khoảng 2,5 triệu con. Việc giá lợn hơi tăng mạnh trong thời gian gần đây là điều kiện lý tưởng để người chăn nuôi tăng đàn trở lại. Thế nhưng ngành chức năng khuyến cáo các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ cần hạn chế tăng đàn ồ ạt, tránh cung vượt cầu. Đặc biệt rủi ro do dịch bệnh tả lợn châu Phi vẫn đang diễn biến phức tạp. Phần cuối của bản tin sẽ là tình hình thời tiết tại một số tỉnh thành trên cả nước. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào quý vị.